Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương. Quý vị và các bạn thân mến, phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 tuy không giành được độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp, song nó đã để lại những bài học giá trị trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Linh hồn của Cần Vương chính là quan thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết. Các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về những cống hiến của ông qua video ngay sau đây nhé! Cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức ngày 12 tháng 5 năm 1839 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến, cạnh kinh thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế. Ông là con thứ hai của đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu năm đời của hiền vương Nguyễn Phúc Tần, người được Gia Long truy tôn làm Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế. Cuộc đời của ông gắn liền với binh nghiệp. Năm 1869, ông giữ chức án sát tỉnh Hải Dương. Tháng 7 năm 1870, ông được sang làm biện lý bộ hộ và sau đó giữ chức tán tương, giúp Tổng thống quân vụ đại thần là Hoàng Tá Viêm dẹp loạn ở các tỉnh phía Bắc. Sau chiến dịch này, Tôn Thất Thuyết được phong chức Quang Lộc Tự Khanh và làm tán lý quân thứ Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1873, ông cùng Hoàng Tá Viêm phục binh tại Cầu Giấy, giết chết viên chỉ huy quân sự đại úy Francis Garnier trong đợt thực dân Pháp tiến đánh miền Bắc lần thứ. Với những chiến công này, Tôn Thất Thuyết được thăng tiến rất nhanh. Năm 1883, ông được cử vào cơ mật viện. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, trước khi băng hà, vua Tự Đức chọn Tôn Thất Thuyết làm đệ tam phụ chính đại thần cùng với Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành để giúp Dục Đức kế vị ngôi vua. Tôn Thất Thuyết chủ trương chống Pháp. Tại triều đình Huế, sau khi vua Tự Đức băng hà, sự phân hóa trong nội bộ đình thần, quan lại nhà Nguyễn càng sâu sắc. Triều đình phân hóa thành hai phe rõ ràng, phe chủ chiến và phe chủ hòa. Phe chủ chiến kiên quyết không khuất phục thực dân Pháp, muốn cứu lấy sự tồn tại của đất nước, của triều đình. Còn phe chủ hòa thì sẵn sàng quy thuận và hợp tác với Pháp để bảo vệ quyền lợi giai cấp. Đứng đầu phe chủ chiến là Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết là thượng thư bộ binh, nắm giữ quân đội trong tay và là nhân vật quan trọng nhất trong hội đồng phụ chính. Ngoài ra, ông còn có liên hệ mật thiết với nhiều thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp. Ông quyết tâm xây dựng, củng cố lực lượng để quyết chiến với thực dân Pháp. Ông cho thành lập một hệ thống sơn phòng từ Quảng Trị đến Ninh Bình và từ Quảng Nam đến Bình Thuận, chiêu mộ thêm nghĩa binh, tăng cường xây dựng đồn lũy. Tại Huế, ông cho củng cố quân đội và lập thêm hai đạo quân đặc biệt, Phấn Nghĩa Quân và Đoàn Kiệt Quân. Đây là đội quân cơ động, tinh nhuệ trong các cuộc đối đầu với Pháp và bảo vệ vua cùng hội đồng phụ chính. Ngày 31 tháng 7 năm 1884, Tôn Thất Thuyết cho phế truất vua Kiến Phúc, một ông vua có tư tưởng thân Pháp và đưa Ưng Lịch mới 14 tuổi lên ngôi, lấy hiệu là Hàm Nghi. Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương. Pháp chiếm kinh thành Huế. Cuối năm 1884, giữa lúc quân Pháp đang khốn đốn ở Bắc Kỳ, phe chủ chiến ở Huế, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi, phản đối việc 300 quân Pháp kéo vào Huế lập căn cứ Mang Cá ngay trong Hoàng Thành. Đáp lại, Pháp cho tăng thêm số quân đóng ở Mang Cá lên hàng ngàn tên. Tôn Thất Thuyết huy động số quân còn lại ở các địa phương tập trung về Huế, bí mật tổ chức một cuộc phản công. Do biết tình hình, ngày 27 tháng 6 năm 1885, De Corsi đem 4 đại đội và 2 tàu chiến từ Hải Phòng vào thẳng Huế nhằm loại trừ phe chủ chiến và dự định bắt cóc Tôn Thất Thuyết. Ngày 2 tháng 7 năm 1885, De Corsi đến Thuận An rồi lên Huế, yêu cầu hội đồng phụ chính đến hội thường. Tôn Thất Thuyết cáo bệnh không đến, gấp rút chấn chỉnh quân sĩ, đào hào đắp lũy trong thành, bố trí 2 đạo quân đặc biệt phòng thủ Hoàng Thành, nhằm giành thế chủ động trước khi được Corsi bày đặt việc triều yến vua Hàm Nghi để đột nhập Hoàng Thành. Đêm ngày 4 tháng 7 năm 1885, giữa lúc được Corsi đang dự tiệc ở sứ quán bên kia sông Hương và bàn kế đột nhập kinh thành Huế, thì Tôn Thất Thuyết bí mật chia quân làm 2 cánh. Cánh thứ nhất do Tôn Thất Lệ chỉ huy có nhiệm vụ tấn công sứ quán Pháp. Cánh thứ hai do Tôn Thất Thuyết đích thân chỉ huy sẽ đánh úp tiêu diệt toàn bộ lính Pháp ở đồn Mang Cá. Biết trước âm mưu của giặc nên mặc dù việc chuẩn bị chưa thật đầy đủ, Tôn Thất Thuyết vẫn nổ súng trước nhằm giành thế chủ động trước cuộc tấn công. Đúng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, trong cảnh khuya vắng lặng của kinh thành Huế, bỗng có tiếng súng thần công nổ rầm trời. Lệnh phát hỏa vừa dứt, đồn Mang Cá bốc cháy, quân ta đột nhập đồn, lính Pháp rối loạn, vài sĩ quan bị thương và bị chết. Đồng thời, sứ quán Pháp bên kia sông Hương cũng bị tấn công.
các trại lính địch bốc cháy dữ dội. De Courcy đối phó cầm chừng, chờ sáng ở trại mang cá. Lần quân Nguyễn chuyển hướng tấn công sang sứ quán, quân Pháp kéo 3 đội quân vào chiếm thành Huế, đốt phá dinh thự, tàn sát dân chúng, vượt qua các ổ phục kích lọt được vào hoàng thành. Quân Pháp đã trắng trợn cướp bóc của cải và tàn sát vô cùng dã man nhiều người dân vô tội trên đường tiến quân. Trong ngày hôm đó, hầu như nhà nào cũng có người bị giết. Do vậy từ đó về sau, hàng năm, nhân dân Huế đã lấy ngày 23 tháng 5 âm lịch làm ngày dỗ chung. Không chỉ hàng vạn người bị giết hại mà kinh thành Huế còn bị cướp đi phần lớn những tài sản quý báu nhất. Quân Pháp chiếm được một số lớn của cải mà triều đình chưa kịp chuyển đi, gồm 2,6 tấn vàng và 30 tấn bạc. Trong số này chỉ có một phần rất nhỏ, sau này được hoàn lại cho triều đình Huế. Còn lại, số 700.000 lạng bạc, lính Pháp đóng hòm trong 5 ngày mới xong và trở về Pháp. Linh mục Pierre Siegfried Kangu, nhân chứng sự kiện này đã ghi lại: kho tàng trong hoàng cung đã mất đi gần 24 triệu quan vàng và bạc. Cuộc cướp cạn ấy kéo dài trong 2 tháng, còn gây tai tiếng hơn cuộc cướp phá cung điện mùa hè của thanh đế ở Bắc Kinh. Cũng theo Pierre Siegfried, khi đối chiếu với bảng kiểm kê tài sản của hoàng gia, thì quân Pháp đã cướp 228 viên kim cương, 266 món nữ trang có nạm kim cương, hạt trai, hạt ngọc, 271 đồ bằng vàng trong cung của bà Từ Dụ. Tại các tôn miếu thờ các vua thì hầu hết các thứ có thể mang đi đều bị cướp. Tướng De Courcy chỉ huy cuộc tấn công vào kinh đô Huế, ngày 24 tháng 7 năm 1885 đã gửi cho chính phủ Pháp một bức điện với nội dung sau: trị giá phòng trừng các quý vật bằng vàng hay bằng bạc giấu kỹ trong các hầm kín là 9 triệu quan, đã khám phá thêm nhiều ấn tín và kim sách đáng giá bạc triệu, xúc tiến rất khó khăn việc tập trung những kho tàng mỹ thuật, cần cử sang đây một chiếc tàu cùng nhiều nhân viên thành thạo để mang về mọi thứ cùng với kho tàng. Linh hồn của phong trào Cần Vương. Sáng mùng 5 tháng 7, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi cùng với đoàn tùy tùng rời kinh đô Huế chạy ra Sơn Phòng Tân Sở, Quảng Trị. Tại đây, ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi đã hạ chiếu Cần Vương lần thứ nhất. Ở Quảng Trị một thời gian, để tránh sự truy lùng gắt gao của quân Pháp, Tôn Thất Thuyết lại đưa Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng Ấu Sơn. Tại đây, vua Hàm Nghi lại xuống chiếu Cần Vương lần thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 1885. Vua Hàm Nghi với sự hỗ trợ của Tôn Thất Thuyết đã ban dụ Cần Vương thể hiện quyết tâm. Lời dụ nhấn mạnh: người giàu đóng góp tiền của, người mạnh khỏe đóng góp sức lực, người can đảm đóng góp cánh tay để lấy lại đất nước trong tay quân xâm lược. Hịch Cần Vương có ý nghĩa khơi dậy dân chúng và thể hiện vai trò của phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết. Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung Tiến phân tích: vua Hàm Nghi xuống dụ Cần Vương kêu gọi sĩ phu yêu nước giúp vua đánh giặc. Tất nhiên về mặt danh nghĩa là dụ của vua Hàm Nghi, nhưng ai ai cũng biết tinh thần linh hồn của cuộc chiến đấu và cả việc khởi thảo dụ Cần Vương là do Tôn Thất Thuyết. Do chênh lệch về lực lượng nên cuộc chiến vào giai đoạn bế tắc. Tôn Thất Thuyết muốn ra Bắc bàn bạc phối hợp hoạt động với các phong trào yêu nước và tìm đường sang Trung Quốc nhờ sự giúp đỡ của nhà Thanh. Vất vả, gian khó lắm, Tôn Thất Thuyết mới đến được phương Bắc. Nhưng Triều Mãn Thanh lúc này cũng không còn có sức để bảo vệ chính mình và cũng đã ký hòa ước với Pháp nên việc cầu viện của Tôn Thất Thuyết thất bại. Không thể về nước được, ông bị giam lỏng tại một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi Long Châu thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Từ đó, ngày ngày Tôn Thất Thuyết lên núi và vườn nhà vung gươm chém đá để trút nỗi phẫn uất. Vì vậy, người dân địa phương gọi ông là Trảm Thạch Hầu hoặc Đả Thạch Lão. Tôn Thất Thuyết sống trong uất hận buồn khổ như thế và qua đời tại Long Châu vào ngày 22 tháng 9 năm 1913. Mặc dù diễn ra dưới danh nghĩa Cần Vương, thực tế đây là một phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ này, hoàn toàn vắng mặt sự tham gia của quân đội triều đình. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa Cần Vương không phải là các võ quan triều Nguyễn như trong thời kỳ đầu chống Pháp, mà là các sĩ phu văn thân yêu nước, có chung một nỗi đau mất nước với quần chúng lao động, nên đã tự nguyện đứng về phía nhân dân chống Pháp xâm lược. Phong trào Cần Vương có mục tiêu rõ ràng là đấu tranh giành chủ quyền, có lãnh đạo cấp cao là quan đầu triều và cả hoàng đế Hàm Nghi, nhưng còn thiếu nhiều điều kiện về phương pháp chính trị cũng như là kinh nghiệm chiến đấu, dẫn tới sự thất bại. Dù không giành lại được độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp cuối thế kỷ 19, nhưng phong trào Cần Vương cũng đã để lại những bài học giá trị trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta, như phải xây dựng được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phải có một ngọn cờ lãnh đạo thống nhất, có lực lượng và đường lối chính trị để đi tới thắng lợi cuối cùng. Với triều đình nhà Nguyễn, Tôn Thất Thuyết là bậc tôi trung, là quan phụ chính đại thần yêu nước. Với dòng họ và con cháu, ông là một tấm gương xứng đáng cho đời sau ngưỡng mộ. Nhưng vẫn còn có một niềm mong mỏi đau đáu với các con cháu trong dòng họ. Đó là làm sao tìm được nhiều thư vật, kỳ vật của cụ, cũng như đưa hài cốt của cụ về quê hương.
Và dù có những thăng trầm, nhưng Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết vẫn luôn là một tấm gương về lòng yêu nước, kiên định với con đường giành độc lập dân tộc. Các bạn vừa theo dõi Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương. Các bạn cảm nhận như thế nào về hình ảnh, việc làm của bộ binh Tôn Thất Thuyết? Hãy để lại cảm nhận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!